Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với sóng anime. Hôm nay sẽ là các tập phim vô cùng thú vị và hấp dẫn. Mọi người còn nhớ nữ tiếp thị địa ngục chứ? Cô ấy đã quay trở lại để phục thù thất bại lần trước. Liệu có thành công? Ngoài ra, chúng ta sẽ được chứng kiến sự bất lực của Bạch Tuyết khi phải đi dạo cùng với cậu chủ Shin và màn hóa thân thành vệ sĩ đỉnh cao của siêu quậy. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, cùng vào video ngay thôi nào! Tập phim Nữ tiếp thị địa ngục quay trở lại. Mặt trời xuất hiện như hòn lửa, nhà đã cài then đóng sập cửa. Có nữ tiếp thị lại ra khơi, vác theo bao tải đi kiếm mồi. Xin trân trọng giới thiệu, người có doanh số bán hàng đứng đầu công ty Mayutsu 3, nữ tiếp thị địa ngục Kuriyo Urima đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Với lần comeback này, cô quyết tâm sẽ phục thù thằng nhóc đầu khoai tây, aka Shin siêu quậy. Bởi vì cứ mỗi lần gặp cu cậu thì y như rằng lại bán hàng thất bại, lòng tự tôn của một nhân viên đa cấp như bị xé nát. Đấy, đã bảo lời nguyền bất ổn khi ở gần Shin có sai đâu. Chính vì vậy, Kuriyo đã ở ẩn trên núi, rèn luyện như địa ngục với đàn lợn rừng và đã tu thành chánh quả, nhận được bí kíp của bọn chúng. Và hôm nay, nữ tiếp thị địa ngục sẽ đến nhà siêu quậy để tiếp thị sản phẩm mới dành cho thú cưng. Chuyển cảnh đến nhà Shin, sau khi bấm chuông, Kuriyo tự nhủ phải nở một nụ cười thật công nghiệp để gây ấn tượng. Cơ mà ông nhõi mới ló đầu ra đã lập tức đóng cửa luôn. Hóa ra cu cậu nhớ đến lời mẹ dặn, người lạ đến nhà thì không được mở cửa. Cô ấy liền hỏi Shin đã quên mặt mình rồi sao? Siêu quậy ngó ra nhìn từ khe cửa. Nhớ ra rồi, là người đàn ông ăn mặc như phụ nữ. Người ta là phụ nữ hàng rep 11 đó nha. Cô Kuriyo lại hỏi bố mẹ có ở nhà không, thì cậu nhóc đã không còn ở đó, mà xuất hiện ngay cạnh cô từ lúc nào với bộ đồ lặn và bảo mình có việc bận rồi. Mặc đồ như này thì chắc chắn là chuẩn bị đến bể bơi đúng không? Không, là dắt chó đi dạo ạ. Vận dụng skill đầu tiên trong bán hàng là khen ngợi, nữ tiếp thị bắt đầu khen Bạch Tuyết thật dễ thương. Thế là Shin liền đưa luôn dây cho cô Kuriyo dắt nó đi dạo. Đúng là thanh niên cơ hội của năm. Nghĩ lại thì thuần hóa chú cún, dắt nó đi dạo, lấy lòng rồi bán sản phẩm dành cho thú cưng cũng là một cơ hội không tồi. Bác Kitamono đi ngang qua thấy cô Kuriyo dắt Bạch Tuyết với ý đồ mờ ám liền sinh nghi. Khi mẹ quay trở về không thấy Bạch Tuyết trong chuồng, đang tính hỏi thằng con thì cô Kuriyo bất thình lình xuất hiện giới thiệu và đưa danh thiếp. Ngó sang Bạch Tuyết thì chú cún đã thở không ra hơi. Mẹ liền bảo xin đi lấy ít nước. Cơ hội đây rồi, nữ tiếp thị liền giới thiệu máy nước hoàn toàn tự động. Mẹ thấy cũng khá thích, cơ mà Bạch Tuyết thì không cần, vì chú cún luôn tự giác vặn vòi uống nước rồi. Đang lúc cay cú vì bị phá đám, thì Hima lại khoái chí lấy chiếc áo trong vali. Kuriyo nhanh chóng nói rằng đây là áo đôi với thú cưng. Em bé mặc thử vào thì rất hợp và đẹp, khiến mẹ gật đầu ưng ý. Chỉ có Bạch Tuyết là chán chẳng buồn nói, đơn giản vì nó là chó đực. Cơ mà ngó qua giá thì mẹ suýt thòng tim luôn, tận 49.800 yên lận. Nhưng công ty đang có đợt giảm giá mùa hè nên chỉ còn 9.800 yên thôi. Cái giá đó vẫn còn hơi chát. Kuriyo liền khuyến mại thêm cho mẹ bộ đồ đôi nữa. Tưởng tượng đến cảnh mẹ mặc chúng rồi dắt Bạch Tuyết đi dạo, mới nghĩ thôi cũng đủ ám ảnh rồi. Không chịu từ bỏ, Kuriyo lại không ngớt lời nịnh nọt vóc dáng mảnh mai của mẹ, rồi còn tặng cả đôi cua hoàng đế đỏ, bộ chăn gối sang trọng và còn cả thức ăn cho cún cho một năm nữa. Mẹ lập tức dao động dữ dội. Xin liền bảo ngày nào cũng ăn như thế này thì khác gì địa ngục với Bạch Tuyết. Hơn nữa nhiều đồ quá cũng không có chỗ để. Nhất quyết không để con mồi chạy thoát, nữ tiếp thị liền lấy ra át chủ bài cuối cùng mà mình đã làm khi rèn luyện trên núi. Đó là tượng Action Kamen được khắc bằng gỗ. Nhìn nó cơ hơi dị dạng thì phải. Cơ mà sau cùng, mẹ vẫn quyết định rút ví ra mua. Kuriyo vui mừng cướt nước mắt. Nhưng trong thời khắc quyết định, sản phẩm ăn kiêng trị giá 9.800 yên mẹ đặt qua thư cũng đã được giao tới. Thế là mẹ hết tiền mua luôn. Cùng lúc đó, ba hàng xóm đã dẫn cảnh sát tới để bắt giữ đối tượng khả nghi này. May mắn trong tình thế khẩn cấp, đàn lợn rừng xuất hiện và cứu cô một mạng. Trước khi đi, cô ấy vẫn không quên hẹn một ngày sẽ quay trở lại và phục thù. Tập phim đi dạo thật vất vả. Shin đang nằm trong nhà thảnh thơi ngoài mũi thì mẹ đi vào bảo thằng con rằng Bạch Tuyết muốn đi dạo. Mẹ vừa quay lại thì chẳng thấy ông tướng này nữa đâu. Ủa, sao hôm nay tự giác nghe lời dữ vậy? Quả nhiên, không nhanh chân ra tóm lại thì siêu quậy đã trốn đi chơi một mình rồi. Nhân thể, mẹ cũng nhờ Shin tiện đường mua giúp gừng ở cửa hàng rau củ. Khi về mẹ sẽ trả công bằng đồ ăn vặt. Vẫn còn chưa yên tâm, mẹ nhờ Bạch Tuyết trông chừng nhắc nhở chú báo con này. Đi được một lúc, Shin liền tia được một chị gái xinh đẹp nên chạy đến bắt chuyện. Chú cún phải cắn vào túi sách để giúp nhóc ta nhớ tới nhiệm vụ mẹ giao. Đến ngã ba, cả hai bắt đầu bất đồng quan điểm khi Bạch Tuyết muốn đi tới cửa hàng rau củ, còn siêu quậy chỉ muốn tới công viên chơi. Chú cún dĩ nhiên không chịu, quyết bám ly vào cây cột điện không đi. Thế là cả hai chơi trò chơi để quyết định xem đi đường nào. Kết quả là Bạch Tuyết giành chiến thắng, giờ thì cứ theo giao kèo mà làm thôi. Khi này, Masao cầm vợt cầu lông chạy tới rủ siêu quậy ra công viên chơi. Cho nên dù có thắng thì Bạch Tuyết vẫn đành bất lực, ngậm ngùi ngồi ở công viên xem chủ nhân của mình thoải mái đánh cầu. Đầu cơm nắm là người phát cầu, Shin không đỡ được thì chê cậu bạn đánh kém. Đến lượt ông cháu này phát thì lại đánh ngược ra đằng sau, khiến cầu mắc vào cây cao gần đó. Sợ nhiều đó vẫn chưa thể hiện hết độ báo hại của mình, siêu quậy ném luôn chiếc vợt lên cây, làm Masao sốc không nói nên lời. Đã thế còn đổ thừa chiếc vợt không biết nắm bắt tình hình gì cả.
Ông nhõi tính mượn luôn chiếc vợt còn lại để nếm, nhưng có khủng đâu để cu cậu cấm. Siêu quậy quay sang nhờ Bạch Tuyết trèo lên. Ủa, người ta là chó chứ có phải là khỉ đâu. Thế là hai bạn chạy đi tìm người lớn đến giúp. Quá bất lực với cậu chủ vô trách nhiệm, Bạch Tuyết đành phải cầm túi đi mua gừng giúp mẹ. Trên đường đi, chú Cún gặp một cô chó cực sang chảnh, nhưng Bạch Tuyết vẫn kiềm chế ham muốn và tiếp tục hoàn thành công việc. Đến cửa tiệm, chú Cún cố gắng diễn tả khẩu hình lời mẹ nói cho ông chủ hiểu. May mắn với kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường lâu năm, gặp qua 7749 loại khách nên ông đã hiểu và bán hàng cho nó. Bên này, Shin và Masao đã nhờ được một ông bác làm vườn gần đấy cầm thang tới giúp. Cũng sắp tới giờ nghỉ ngơi, cả hai quyết định chia tay nhau, ai về nhà nấy. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết cũng đã quay trở lại. Không khen người ta thì thôi, Shin lại còn lên giọng bảo chú Cún không được tự ý đi chơi một mình. Về đến nhà, mẹ khá bất ngờ vì hôm nay thằng con không quên mua gừng. Khi này, Shin chạy đến đòi đồ ăn vặt, chỉ có cái này là không bao giờ quên thôi. Mẹ thưởng cho cậu nhóc một gói bánh quy Action Ramen. Bạch Tuyên nhìn thấy cậu chủ khoái chí ngồi ăn bánh ngon lành thì chỉ biết nhìn bằng ánh mắt chia đôi, tức là nhìn bằng nửa con mắt đấy. Cơ mà hình như Shin cũng hiểu ý nên chia cho chú Cún một miếng, xem như ghi nhận tinh thần cố gắng ngày hôm nay. Tập phim Tớ làm vệ sĩ. Mở đầu tập phim, Shin đang ngáp ngắn ngáp dài đi trên đường thì từ đằng xa có một luồng hào quang bừng sáng. Không ai khác chính là chị Nanako. Siêu quệ tinh ý phát hiện ra trên tay chị có dán băng dính cá nhân. Hóa ra hôm trước chị bị ong đốt. Lập tức, ông cháu lo sốt vó, kéo chị về nhà nghỉ ngơi. À không, phải đi bệnh viện, đi tiêm, rồi đi kết hôn. Nói rồi, cậu nhóc lại tự dằn vặt bản thân vì đã không thể bên cạnh bảo vệ cho crush. Sau đó, siêu quệ liền quyết tâm sẽ rèn luyện để nhất định phải bảo vệ được chị yêu dấu rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, trong lúc mọi người đang nói chuyện, Shin mang cành cây chọc chọc vào mấy bụi cỏ. Ra là cụ cậu đang muốn tìm chú Kuro Iso để học làm vệ sĩ, nhưng mà chú không đồng ý. Bảo vệ cho tiểu thư AI đã mệt bở hơi tai rồi, thì lấy đâu ra thời gian mà chỉ với trả dạy. AI nghe thấy thế thì liền bảo chú hãy nghe theo yêu cầu của anh Shin. Đổi lại cô bé sẽ giúp chú chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký của siêu sao Hollywood Mila Sobich. Thế là chú vệ sĩ liền lật mặt cầu xin siêu quậy trở thành học trò của mình. Từ đây, khóa học vệ sĩ ngắn hạn chính thức bắt đầu. Trước tiên, cần học cách đứng cho nghiêm trang. Sau đó, chú Kuro Iso hỏi Shin, điều gì là quan trọng nhất đối với một vệ sĩ? Bớt ăn đồ dầu mỡ ạ. Không, đó chỉ là điều quan trọng với cơ thể tuổi trung niên thôi. Đã là một vệ sĩ thì phải nguyện hy sinh hết mình để bảo vệ người quan trọng nhất. Bước đầu tiên, hãy rà soát xem xung quanh có người nào đáng ngờ không. Sau một hồi phân tích, Shin chỉ thấy chỗ thầy hiệu trưởng có một bạn đang khóc là đáng nghi. Cơ mà thầy ấy đã được xác định là hiệu trưởng trường mẫu giáo nên loại ra khỏi danh sách. Đến bài huấn luyện thứ hai, nếu thân chủ gặp nguy hiểm thì phải lao ra chắn. Nói rồi chú bảo Shin thực hành với Kazama. Siêu quậy lập tức lao tới che chắn. Chợt, cậu nhóc phát hiện có gì đó nên đã đẩy Kazama về sau, khiến cậu bạn đâm đầu vào cây và đập mông vào đá. Còn thứ nguy hiểm ông báo này phát hiện chỉ là một con ruồi từ đâu bay đến. Bảo vệ kiểu gì mà người ta còn bầm dập hơn bình thường vậy? Kazama tức tối giảng giải, bảo vệ là phải ra tay lúc thực sự gặp khó khăn cơ. Vừa nói dứt câu, chị đại liền dùng còng tay khóa cậu bạn lại để chơi trò gia đình. Đây, chính là lúc này này Shin, mau cứu chế. Cơ mà ca này khó quá nên siêu quậy chọn cách bỏ của chạy lấy người. Sau thời gian tập luyện cùng chú vệ sĩ, cuối cùng cũng đến ngày cậu nhóc tốt nghiệp. Ủa, mà theo một số hình ảnh được cập nhật thì ông nhõi này có tập luyện gì đâu. Người duy nhất cảm thấy mệt mỏi chỉ có chú Kuro Iso thôi. Hôm sau, Shin cũng có cơ hội thực chiến qua việc bảo vệ AI ở buổi tiệc kỷ niệm lần đầu tiên cô nàng nói mớ lúc ngủ. Chú Kuro Iso đưa siêu quậy đồng phục mặc cho ra dáng. Ông nhõi còn đòi đeo thêm cả tai nghe bộ đàm, làm được việc không mà đòi hỏi nhiều vậy ba. Để bắt đầu buổi tiệc, mọi người cùng khui rượu sâm panh và chúc sức khỏe tiểu thư. Song do dùng lực hơi mạnh nên nút chai có dấu hiệu bắn tới chỗ AI. Shin hình như nhận ra điều này nên đã kịp thời chạy tới mà che chắn. Mọi người xung quanh đều hết lời vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm mà không biết rằng ông cháu chỉ đơn giản đang nhắm tới đĩa gà rán thôi. Và rồi đến hôm sau nữa, Shin tính đến nhà chị Nanako để bảo vệ thì thấy chị và ông bác Shizuro đang cãi nhau vì ông bác cứ đòi làm vệ sĩ. Nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong đó, cô cậu lập tức từ bỏ ý định trong chưa đầy 1 phút 30 giây vì không muốn crush cũng ghen mình như vậy. Và đó là những câu chuyện thú vị của Shin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Yeah, mata ne!